lạy Chúa Giêsu. Nếu người ta cứ phải sống mãi trên cõi đời này thì thật là phiền toái. Nhưng cái chết vẫn làm chúng con đau đớn vì phải chia tay với những người thân yêu, vì bao mộng mơ, dự tính còn dang dở. Xin cho chúng con đừng nhìn cái chết như một định mệnh nghiệt ngã và phi lý, nhưng như một hành trình trở về nguồn cội yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết trên thập giá, Chúa đã run sợ nhưng không tháo lui, và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác để trở nên người đầu tiên bước vào cõi sống viên mãn. Xin cho chúng con nghe được lời dạy dỗ của cái chết. Cái chết cho thấy cuộc sống mong manh, ngắn ngủi. Chính vì thế, từng giây phút trôi qua thật quý báu. Cái chết bất ngờ mời gọi chúng con luôn tỉnh thức. Cái chết nhắc nhở chúng con là khách lữ hành đang trên đường về quê hương vĩnh cửu. Sống một đời và chết một lần. Lạy Chúa, đó là thân phận làm người của chúng con. Xin dạy chúng con biết cách chết nhờ biết cách sống. Amen. Dòng đời thay đổi luân phiên, lòng người bao nỗi chôn chuyên, mong manh một kiếp con người sinh ra đời hai bàn tay không. Về nơi đã sinh ra là hạt bụi trong chốn phong ba, ta ra đi xa miền dương thế ngỡ ngàng chiều rơi. Dẫu có tiếc nuối không chẳng được gì, lúc ra đi là lúc trở về, lòng trông cậy Chúa mà thôi. Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bên an bình. Phận người này có chi đâu, một đời làm lũ nương dâu, bốn ba vì chén cơm đầy, thân hào gầy bởi nhiều lo toan. Giật mình nghe gió đông sang, thật vội vàng khi tiếng chuông vang, ta ra đi không lời chăn trối. Lòng trông cậy Chúa mà thôi. Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bên an bình.
hãy thương nhau để đời vơi bớt cơn đau, mai sau được sớm sum vầy ta vui mừng tay lại trao tay. Hiểu rằng thân xác mong manh, vậy mà đời ta mãi cậy Chúa mà thôi. Chúa, Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bên an bình. Dẫu có tiếc nuối cũng chẳng được gì, lúc ra đi là lúc trở về, một lòng trông cậy Chúa mà thôi. Chúa, Chúa chính là dòng suối yêu thương đưa thuyền đời con về bên an bình. Những đứa con bất hiếu với cha mẹ sẽ thiệt thòi kiếp sống lênh đênh, bởi không thương mẹ bấp bênh càng nhiều. Mai kia chợt thấy thương yêu, sẽ than mất mẹ chí chiều ruột đau. Mẹ ơi, con đã về rồi mà sao không thấy mẹ ngồi bên hiên? Nhà ngày xưa mỗi chiều nghiêng trông về lối ngõ dịu hiền đời con. Vườn sau rụng tím hoa xoan, ngoài sân cỏ vì khi nơi chúng ngủ ở trần gian bị hủy diệt, chúng con được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Trong sự chết, Thiên Chúa kêu gọi con người đến với Ngài. Vì vậy, đối với cái chết, thì tôi hứa có thể mong ước giống như Thánh Phaolô: ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Bởi thế, kết quả của cuộc sống dương thế này
sẽ là hoa trái và hoa lộc của đời sống mai sau. Con người sẽ phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa qua cuộc sống hiện tại này. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Những con người nằm yên sớm ngủ, mang nhau đây rồi là thấy tương lai. Trong kiếp người này không còn đường hoan nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn chẳng mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đôi cây, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đôi thay. Con người được tôn vinh, quả thần ta nói với các con, nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ chơi trọt một mình. Nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều công hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời sau. Ai phụ sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta sao xuyến và biết nói gì? Lời cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha xin hãy làm tung vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán, ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong một nhiều phục sinh vinh quang, Đức Kitô đã xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho thân nhân và ba lương của bà Anna. Xin Chúa biến đổi đau thương thành niềm hy vọng và sự sống đời đời. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đã sum họp nơi đây để cầu nguyện cho bà Anna được thôi thúc ca đang thi hành thánh y Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Cùng nghe Chúa là Đức Hằng Sống và Hiền Trí muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Làm trước khi hành, lạy Chúa xin thánh hóa bà Anna đây. Trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Chúa, đã phó thác cuộc đời cho Chúa và đã tin tưởng vào lời hứa cứu độ của Chúa. Xin cho người tín hữu chúng con đây được sống lại như con Chúa, người hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Làm phép áo quang, lạy Chúa chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này vì sự chết phá hủy, thì chúng con đã có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời không do tay người phàm làm ra. Lạy Chúa xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc áo quan này, cũng là chiếc áo là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của bà Anna đêm cư ngụ, để chờ ngày phục sinh cho quyền năng của Chúa. Xin cho nhà tạm này để Chúa thánh hóa và chúc phúc trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác bà Anna, để chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Làm phép áo tay, lạy Chúa là đứng tạo hóa, Chúa đã dựng nên muôn loài tốt đẹp và đã thánh hóa chúng. Xin Chúa ban phép lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Chúa trong tâm hồn,
biết biến đau thương thành lời mừng chân thành tha thiết dâng lên trước tôn nhan Chúa, để được Chúa thương xót và đổ học ân xuống cho người quá cố và tăng quyến chúng con. Xin cho những người thân trong tăng quyến hoặc tăng phục này thể hiện sự hiền thông để đền ơn đáp nghĩa người quá cố, yêu thương gắn bó đùm bọc lẫn nhau và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu. Xin tôi nhận lời chúng con cần cầu mà ban cho linh hồn Anna mong ngợi công nhan Chúa. Chúa đã được hàng sống và hiện trên muôn đời. Amen. Trong gian Chúa tôi đã đều cầu, ta Chúa đã đời tôi. Từ ngọt sâu tôi lại phát Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa sâu tôi xuống lòng vườn thầm, giữa ngọn vườn sông đại dương. Và chân tôi đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời tôi. Từ hồn sâu tôi ngài vâng Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Ở đây chúng ta cùng chạy đến với Đức Mẹ Maria để cầu lòng thương xót. Nguyện xin Chúa có lời truyền cầu của Mẹ Maria xin thương đến bà Anna. Xin Chúa tha bớt những tầm vàng, những tối vàng mà bà Anna đã chấp cầm với cuộc sống dương thế này. Xin Chúa thưởng công bồi hồng cho những việc thành phúc đức mà bà Anna đã thực hiện. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời đã cùng bà đã có phúc đã hơn mọi người đời. Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời đã cùng bà có phúc là hơn mọi người. Ngài Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria đứng bên Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời đã cùng bà có phúc là hơn mọi người. Ngài Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria đứng bên Trời cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Tứ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, bóc than thở kêu phận Bà thương. Ôi ơi, Bà là Chúa bảo chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con, nơi sau gọi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thai, nhân thai, dịu thai, Thánh Maria chọn đời đồng trinh. Lạy Thượng Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Nhân Đồng Trinh, xin Đức Mẹ đỡ đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, mặc dù lòng thương ai nhận lời con cùng. Thánh Chúa Nhân Từ, xin cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Và hồn đang vẫn cầu mẹ đến cứu đưa về nơi an vui, trong vì bao công ơn con mẹ xưa giáng trần chịu chết để xa tội cho muôn dân. Maria mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tôi Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Giêsu Maria, Giuse, con đến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna.
Hosanna. Jesus Maria, Giuse, con bên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna. Xin cha và con và thánh thần. Con xin tất cả. Mẹ ru con giấc ngủ mơ màng, đưa con vào cõi thiên đàng tuổi thơ. Ngày nay con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu, một lần duy nhất con ru mẹ hiền. Trong giây phút đời con xa mẹ hiền, ân tình này con
còn ghi nhớ triền miên tình mẹ thương con chẳng khi nào vơi. Những giây phút biệt ly xa mẹ rồi, con chẳng còn nghe những tiếng hà ơi, thì con ru mẹ giấc ngủ ngàn đời, con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu, con ru mẹ lời ru trong tim con, lời ru anh mang buồn
thân xác mẹ được Chúa sinh ra từ cát bụi để cứu mang, nuôi dưỡng, dạy cho con khôn lớn, thành người, dắt con đi vào đời. Một ngày cuối đời, trọn kiếp sống nơi cõi đời, Chúa đưa mẹ về trời, hưởng phúc ngàn đời với cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ ơi, thế là một bóng hình thân yêu không còn nữa. Mẹ sẽ về đất lạnh ngủ giấc ngàn thu. Mẹ có biết không, chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, cho đi mà không đòi lại bao giờ. Tới giờ này con mới thấm thía, mới thấu hiểu lời nói cái chết của người mẹ là nỗi đau buồn thứ nhất khi người ta khóc mà vắng mẹ. Giờ này chúng con xin dâng lời cầu xin Thiên Chúa, mong Ngài dang rộng vòng tay từ bi nhân ái, đón đưa mẹ của chúng con tới thiên đường tình thương, thay cho tiếng khóc lời biệt ly.
năm Hành Giáo tháng 11 chúng tôi cũng có một bông hoa gửi đến gia đình để xin lễ cho cụ bà Anna. Và Ban Hành Giáo chúng tôi cũng đề nghị gia đình sắp xếp cho chúng tôi một giờ kinh nguyện. Xin cảm ơn và gửi đến thầy. Thưa quý chức Ban Hành Giáo khóa 11 của giáo xứ, quý chức của đại giáo sư Thanh Tư, gia đình đăng kiến của chúng tôi trong những giây phút buồn vì sự ra đi mất mát của một người thân trong gia đình. Chúng tôi mất đi một người bà, mất đi một người phụ rất là thân thương. Thì sự hiện diện của quý vị nơi đây đó là một điều an ủi đối với gia đình của chúng tôi. Và hơn thế nữa, qua những lời tin, lời tiếng hát, qua những lời cầu nguyện của quý vị, chúng tôi tin chắc rằng Chúa sẽ hướng dẫn và tha thứ tất cả mọi lời thiếu sót mà người thân yêu của chúng tôi đã tiến hóa và sẽ đưa lên hội và thân yêu của chúng tôi để được cùng làm Chúa. Chúng tôi cũng không biết những gì để tha thứ quý vị, việc xin thiền Chúa và những điều ơn là hộ sót cho quý vị để quý vị có thể tiếp tục phục vụ Chúa cùng với mọi người ta những sự thật ác ác yêu thương. Chúng tôi cũng tin rằng những người thân yêu của chúng tôi về với Chúa sẽ không tự quý vị và cũng sẽ kiện toàn và hoàn thành quý vị nhiều thiện Chúa. Chúng tôi cũng xin chúc mừng quý vị với chức thần gia vào ngày thứ ba, 12/6 vào lúc 15:30. Kính xin quý vị cùng tham dự thánh lễ cuối cùng với người thân yêu của chúng tôi tại thánh đường giáo xứ Cảnh Sạch. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Quan lòng và gồm phúc là hồi quang thay nhân thái.
thai, xin thay Thánh Maria trọn đời đồng chi. Thấy Chúa còn ở dưới vực sâu, kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa trước tôi nào ai dối được. Bởi Chúa hàng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân được Chúa chờ đêm ngày. Hãy cậy trong người cho liền, thì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Anna được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liền mãi, chúng con sống mình kêu xin Chúa cho linh hồn Anna đã qua đời. Xin Chúa chớ để linh hồn Anna phải tay ma quỷ, đừng quên linh hồn Anna đời đời. Một thiên thanh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết khỏi phải xuống lửa hoa hồ, được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Sầu đạm biên là mẹ chúng con.
Chúa con muốn phục. Tới với gia đình ngày hôm nay là sơ nhà hiện nay đang cùng quý sơ của dòng Mấy Thánh Giá giúp đoàn thiếu nhi chúng con trong tâm tình của những người biết ơn. Hôm nay cha phó quý sơ và anh chị em giáo lý viên chúng con đến phân lưu, chúng con xin giới thiệu cha phó sẽ có đôi lời phân lưu cùng tạm quyến. Kính thưa quý đảng quyến, cách tiền gia đình của bà cô và hai sơ đây. Cô Anna được chú gọi về với chú lúc đã cao niên. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa với cụ. Chúa đã cho cụ sống gần 100 năm ở trên duyên gian này, được làm người, được làm con của Chúa. Chúa cất lấy sự sống của cụ để Chúa đón vào gia đình của Chúa trên trời. Tuy nhiên, bản thân phận con người chắc hẳn khó tránh khỏi nhiều thương tiếc đau đớn. Tuy nhiên, tin vào Chúa tử nạn và phục sinh, chúng ta biết rằng Chúa đón cụ vào nước trời để gia nhập gia đình của Chúa, để Chúa cho cụ được hưởng vinh quang nước Chúa. Tuy nhiên, bản thân phận con người chắc hẳn cụ khó tránh khỏi những lầm lỗi, những thiếu sót. Xin gia đình cũng hiệp ý cầu nguyện cho cụ An Lành để Chúa thương tha thứ lầm lỗi thiếu sót và đưa cụ vào hưởng vinh quang nước Chúa. Giờ đây chúng ta bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa. Anh chị em thân mến, sự ra đi của cụ Anna gửi chị em của chúng ta đang làm chúng ta thổn thức. Chúng ta muốn nâng tâm hồn lên cùng Chúa nhưng không biết phải thưa thế nào. Vậy chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, khi đứng trước người bạn thân Lazaro mới chết, Chúa đã khóc thương ông. Khi lâm cơn hấp hối, Chúa đã nài xin với Chúa Cha. Chúa đã dạy cho các tông đồ cách thức cầu nguyện với Chúa Cha. Giờ đây xin giúp chúng con cũng biết cầu nguyện với Cha trên trời qua lời kinh Chúa dạy khi xưa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ tin mừng thuận lại như sau. Đức Thần Thập Giá có thân mẫu Chúa Giêsu, cũng như Đức Maria xưa kia, giờ đây chúng ta đang đứng gần người thân đã qua đời. Chúng ta hãy xin mẹ Maria nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này qua lời kinh đơn sơ nhưng thâu tóm lịch sử cứu độ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng ngài, có phúc đã hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Amen.
Lạy Chúa, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa là Thiên Chúa tình thương, hằng nghe tiếng đoàn con khẩn nguyện, xin nhớ lại hồng ân Chúa đã ban cho người con của Chúa là cụ Anna, cũng là người thân của chúng con. Từ ngày lãnh nhận bí tích thánh tẩy, cụ đã được nhận vào dân Chúa. Giờ đây cụ đã lìa bỏ chúng con, thì xin Chúa đưa cụ về sống bên Chúa, hưởng phúc cùng các thánh ở trên trời, nơi tràn đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời gọi sách trang 125. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con luôn theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng lên nghi lễ, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đang hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con cần xin bên Ngài, điều mà con thiết tha van Ngài. Con Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì muôn hạnh phúc con là tới Chúa, vì chôn đi anh trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đang hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, trước thanh nhan đêm ngày con kêu cứu. Nguyện cho lời kinh quan tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng con thương. Chức thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta cũng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi thế nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã lên mộ với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ lên mộ với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh Chúa cho cụ Anna xưa kia nhờ bí tích thánh tẩy đã tiếp nhận một sống vĩnh cửu, được hợp đồng cùng các thánh trên nước trời. Xin Chúa nhận lời cho con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cụ Anna xưa kia đã đức mình Chúa Kitô là bán hàng sống, điều Chúa cho sống lại trong ngày sau nhé. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn lên Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn đang họp nhau nơi đây trong tin tưởng và yêu thương, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là chất đầy lòng thương xót, Chúa hằng nghe lời dân Chúa nài van, xin thương nhìn đến tôi tới Chúa là cụ Anna, đã hết lòng trông cậy Chúa khi còn sống ở đời này,
được tha mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ chốn linh hiền ô con, còn biết bao linh hồn thong thả, niềm thần tin rằng mẹ nhân ai, nguyện mẹ thương nghe lời con cái tiếng ta vang ngài. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vọng nhân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi lên mọi linh hồn. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Anna được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngày thu chiếu soi trên linh hồn Anna. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Thưa các cháu giáo sư Bắc Phạm, thưa quý vị, thưa anh cùng các và cũng như tất cả các em, quý vị khán giả của giáo sư Bắc Phạm, trong khi đây chúng con đã có sự đau buồn vì sự ra đi của sự hiện diện của cha của quý vị, các tất cả em và mọi quý vị của giáo sư Bắc Phạm. Đối với gia đình chúng con có là một người an ổn, một người đặc biệt, để từ đó gia đình chúng con có thể vượt qua trong những ngày này. Và hơn thế nữa, chúng con cũng nhận qua lời cầu nguyện của cha phó, của quý vị, của anh phụ trách cũng như là tất cả anh chị em trong đoàn thanh niên. Những lời kinh tế khác đó thì chúng con nghĩ rằng Chúa sẽ đón nhận và sớm tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót và người thân yêu của chúng con đến mắt và sống đưa linh hồn người thân yêu của chúng con về được hồn nhân chúa. Chúng con rất lòng cảm ơn cha phó quý vị anh phụ trách cũng như là tất cả các thành phần đoàn thanh niên của giáo sư Bắc Hải. Chúng con nguyện xin Chúa ban nhiều hồn ơn xuống từ cha đến quý vị đến anh chị em của đoàn thanh niên để cha quý vị cũng như anh chị em có thể chung cùng những sứ vụ mà Chúa đã giao phó. Và chúng con cũng nghĩ rằng người thân yêu của chúng con là quy về với Chúa sẽ không bao giờ quên theo về tình quý vị cũng như là tất cả những chị em và bạn quý vị của giáo sư Bắc Hải và có thể cùng sẽ còn mời chào quý cha quý vị cũng như là tất cả những chị em và chúng con xin cảm ơn cha và quý vị. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, xin cha cho chúng con hôm nay ơn thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Tôi khen Đức Chúa Thánh Thần là người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Pontius Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống một tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời được bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông tông, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hạt sống. Con thân Đức Thánh Thiên Thần, vinh thiêng liền sang lang, con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là Thầy con, mở lòng cho con biết được đạo Thánh Chúa Trời Đất.
Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm cho đêm trọn đời. Kẻo ma quỷ giữ cam dỗ được con lại Đức Thánh Thiên Thần phân nguyện cho con thông minh sáng lạ. Giữ mười điều răn chừa mọi sự giữ đến khi con lâm chung. Xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa vẫn trần mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được dùng ý. Thì lạy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha vật phạt cho linh hồn Anna là con Đức Chúa Trời đã phải nguyện hôm nay hoặc quả ra nơi lửa luyện tội. Thì xin mở cửa tù gạt ấy cho ra mà đem đến chốn nơi mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con được danh Cha cao sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, là tha nợ chúng con như chúng con cũng đã kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ chịu trăm tổ những đưa chúng con cho khỏi sự dữ ai. Mẹ ơi, mẹ nói nghe lời ba con là kẻ hội kỳ này mà trong giờ lớn tuổi. Amen. Chúng con trong thời
Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chơi cho con lời chúng con nguyện cho ơn ngàn ngàn tiêu tôn Đức Nữ Đồng Trinh Điển Vinh Sáng Loan. Thắp Chúa chúng con cho mọi người sự giữ anh em. Giêsu Maria, Chúa Trời, con nguyện yêu xin cứu rỗi linh hồn anh em. Giêsu Maria, Chúa Trời, con nguyện yêu xin cứu rỗi linh hồn anh em. Giêsu Maria, Chúa Trời, con nguyện yêu xin cứu rỗi linh hồn anh em. Maria, mẹ ơi, mẹ nói nghe lời qua ông người từ chốn tối tăm vương vào u sầu, vẫn vương tâm trong lên kêu cầu. Nơi vực sâu thương đau bao hồn đang khấn cầu, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Chồng vì bao công ơn con mẹ xưa giáng trần, tội cho muôn dân. Maria mẹ ơi, mẹ nói nghe lời qua ông người từ chốn tôi tam vương bao u sầu, vẫn vương tâm trong lên kêu. Và tôi tình cảm ơn đến với tất cả anh em chị, trong tình cảm đến với ông bà khó và sau này là anh chị Bích. Quý anh em và quý chị em cũng đã hiện diện nơi gia đình chúng tôi để xin lời cầu nguyện cho cụ Anh Ma là thân mẫu của gia đình. Trước tất cả những nghĩa cử yêu thương ấy, xin Thiên Chúa chúc lành thánh hóa và biến thành những của lễ và những yêu thương để tha thứ tất cả những phần phạm cho linh hồn của bà. Xin được hết lòng cảm ơn quý anh chị em và cũng xin được mở lời với tất cả quý vị vào chiều ngày thứ ba, xin kết thúc thời gian chị cùng với gia đình đưa tiến bà cụ An Ma lên thánh đường và sau đó xin được cùng với gia đình an táng cụ nơi nghĩa trang của giáo xứ. Một lần nữa tôi xin được thay lời cho gia đình và cảm ơn quý anh chị em đã để lại cho ta quý một nỗi chia vơ trống vắng. Cụ bà An Ma đã để lại cho ta quý một nỗi chia vơ trống vắng, một sự hụt hẫng và mất mát mà thiết tưởng không có gì có thể bù đắp được. Chính trong tâm tình đó mà chúng tôi, quý ông quý anh em trong hội nhà xe đã đến đây để bày tỏ lòng thông cảm sâu sắc của mình với toàn thể tăng quyến và xin tăng quyến hợp với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa là Cha rất nhân từ lời kinh tha thiết ngõ hầu xin Ngài sớm dẫn cụ Anna vào đường hạnh phúc trên nước thiên đàng. Xin Cha và Con và Thánh Thần cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba với nghe con thiết tha, tình thương mến ấm cứu con ngày đêm, gần thân sát hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha đây chúng con sa trước căn cho những yêu thương con cho khỏi sự dữ ác. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu ngàn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh tông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống trọn đời đồng trinh.
mời tổng đoàn hát bài Hỡi người hãy nhớ. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay, bướm chim tan sắc màu. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Chúng ta vừa nghe lời Thánh Phaolô nói trong thư thứ hai gửi cho tín hữu của Corinto rằng ở lại trong thân xác này và lưu lạc xa Chúa, và điều chúng tôi thích hơn đó là để bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Quả vậy, một cuộc hành trình chẳng bao giờ tới đích nếu người lữ hành không can đảm lên đường. Một con sâu chết sẽ chẳng bao giờ thành bướm nếu nó không chịu đau đớn để lột xác, và con người ta cũng chẳng bao giờ về được với Thiên Chúa là đấng đã nhào nặn lên chúng ta nếu chúng ta không chấp nhận chết đi. Ở điểm này, Chúa Giêsu đã cùng từng dùng hình ảnh hạt lúa mì để mặc khải cho chúng ta. Xin mời cộng đoàn cùng nghe lời mặc khải này. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo thật với anh em, nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn chơi trọn một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục sự Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục sự Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn thân mến, được sinh ra trên cõi đời, được làm con Chúa và nhờ ơn Ngài, cụ bà Anna đã đi chọn cuộc hành trình của mình. Dẫu vậy, trong kiếp lữ hành viễn xứ này, cũng có thể vì một vài lý do nào đó mà có lúc cụ bà Anna đã mỏi mỗi chủ chân hay nản chí sờn lòng, thì giờ đây chúng ta xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tuôn đổ tha thứ cho cụ bà Anna. Lạy Chúa, Chúa là đơn có quyền tha tội, xin nghe mắt nhân từ nhìn đến cụ bà Anna trong những năm tháng ở dương gian. Cụ bà Anna đã sai phạm điều gì mất lòng Chúa, thì xin lấy tình thương mà tha thứ lỗi lầm cho cụ bà Anna. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã biết con người chúng con được dựng nên bằng gì. Hôm nay cụ bà Anna đã hoàn tất cuộc hành trình của mình, thì xin Chúa lấy quyền năng và tình thương mà cho cụ bà Anna mai ngày được sống với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin đón nhận cụ bà Anna vào hàng ngũ các thánh mà cho cụ bà Anna cũng được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha từ ái, cụ bà Anna nằm trong kiếp lữ hành, nếu cụ bà Anna đã có lúc không chu toàn bổn phận của mình, thì xin Chúa rộng tình tha thứ mà ban cho cụ bà Anna được
ơn phục sinh trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúng con cũng cầu xin Chúa nâng đỡ, bồi an và ban ơn đức tin cho gia đình cần này, là những người đang nhói buốt đau thương vì sự ra đi của người thân yêu, để họ có thể vượt qua được cơn thử thách đau thương này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu, Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trong vì bao công ơn, con mẹ xưa giáng trần, chịu chết để xóa tội cho muôn dân. Maria, mẹ ơi, mẹ nói nghe lời bao người từ chốn tối tăm hương bao u sầu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu. Nên đến Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Và trong tinh thần hiệp thông, hội chúng tôi cũng có một phong điều để gửi xin lễ cầu nguyện cho cụ bà này. Chúng tôi xin được thay lời cho gia đình của bà Anh Anh và cách riêng tới với bà con họ và các con, là cũng như là thành viên của cùng với tất cả anh em trong hội nhà xe của Đức Sĩ Cả Sạc. Trong tình cảm yêu thương ấy, ngày hôm nay và buổi tối nay, thì anh em cũng đã hiện diện cùng với gia đình để dâng lời cầu nguyện cho cùng bà Anh Anh là người thân yêu của gia đình và họ và gia đình chúng tôi. Trước tất cả những nghĩa cử và âm tình đấy, xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hoa của anh em để trên mỗi bước đường anh em phục vụ cuộc sống gia đình riêng tư của mỗi anh em sẽ được sự bảo hành từ Thiên Chúa qua tất cả những điều thiện mà anh em thể hiện với gia đình của đội cụ bà An Lan này. Chúng tôi cũng xin được kính báo ngày chiều ngày thứ ba vào hồi 15:30, xin tất cả anh em cũng hãy cùng với gia đình của bà Có Thanh sẽ đưa cụ lên chính đường và thánh cờ của bà An Lan lên với trang của giáo xứ. Xin hãy thêm lời cầu nguyện cho bà cụ trong những ngày sắp tới của anh em. Một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho gia đình rất là cảm ơn anh em. Với ông bà Có Thanh thì ngày hôm nay được tin bà An Lan Chúa đã gọi về. Anh chị em trong nhóm thiện chí chúng tôi ngày hôm nay hiện diện trước nhà tang lễ, trước hết để chia buồn với gia đình và tang quyến cũng như ông bà phó sự mất mát to lớn của gia đình khi một cây đại thụ với 91 năm được làm người và được làm con Chúa sống trong một cộng đoàn giáo xứ tràn đầy niềm yêu thương. Tuy nhiên tuổi cao thì Chúa ban cho, nhưng tuổi cao thì cũng nhiều thiếu sót trước mặt Thiên Chúa với cộng đoàn. Giờ đây anh chị em chúng tôi sau lời chia buồn thì cũng dâng những kinh nguyện để xin kéo lòng Chúa thương xót xuống với linh hồn bà cụ Anna. Xin Chúa xót thương linh hồn bà cụ Anna, bớt thời gian thanh luyện cho bà cụ và sớm đưa cụ về hưởng thánh nhan Chúa trên quê trời, nơi mà cụ vẫn hằng ao ước. Trong lúc tuổi già, trong lúc bệnh hoạn, chúng tôi xin cùng với gia đình và thân quyến để xin dâng lời kinh nguyện này, xin cộng đoàn hiện diện cùng hợp lý với chị em trong nhóm thiện chí chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho bà cụ Anna. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Gọi tên kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Gọi tên kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Gọi phép
Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời con phong siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngờ bên hiếu đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông thường. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân lạy Mẹ. Chúng con trao mẹ bà ở chốn thánh đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau cõi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Con lòng bà gồm phúc là ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Bài chức sắc khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với mắt người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cái trông cày của các ngài vẫn không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ chói sáng và chiếu tỏa như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng vào Chúa thì sẽ hiểu hết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, nhờ bí tích thánh tẩy chúng con đã cùng chết, cùng được mai táng với Đức Kitô và được cùng sống lại với Ngài. Xin cho linh hồn Anna bước vào đời sống mới, để sau khi chết linh hồn Anna được sống mãi với Ngài. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhớ đến linh hồn Anna khi còn sống ở trần gian, đã tin thờ Chúa, đã phó thác cuộc đời cho Chúa, đã chọn Chúa là lẽ sống và gia nghiệp, đã chết như con Chúa thì cũng được phục sinh vinh hiển như Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bờ sông kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối đường, bởi Chúa hằng có lòng lành, cũng vì lời Chúa khan hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cầu
chân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thái. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn an na được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời chỉ một lòng thương xót tha thứ liên mãi, chúng con sắp mình kêu xin Chúa cho linh hồn Anna đã qua đời. Xin Chúa chớ để linh hồn Anna phải tay ma quỷ, đừng quên linh hồn Anna đời đời. Một khiên thánh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tin cậy Chúa thì khi chết khỏi phải xuống lửa hóa ngục, được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, ơn Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Trong khởi danh thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lang. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Anna. Lạy Mẹ xin niên núi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những nỗi ưu buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc đã thể hiện cái thiện chí của mình bằng tình yêu bao la đến với gia đình chúng tôi, và cách riêng dành cho cụ bà Anna là nghĩa cử rất cao đẹp, và Thiên Chúa chắc chắn rằng sẽ chúc lành cho tất cả quý ông bà. Những ân tình ấy chúng tôi cũng xin được ghi lại để xin Thiên Chúa thánh hóa tất cả những ân tình ấy, và xin Chúa cũng trả công bội hậu cho tất cả quý vị. Sự yêu thương của quý vị cũng đã hiện diện với gia đình chúng tôi hôm nay bằng lời kinh và tiếng hát và tất cả những gì thể hiện để giữa những sự đau thương mất mát này, ông bà Phó cũng vơi đi tất cả những nỗi buồn và tất cả mọi thành viên
trong gia đình chúng tôi cũng được sự an ủi từ phía quý ông bà. Chúng tôi cũng xin được kính báo tang lễ của cụ bà Anna sẽ được cử hành vào lúc 15:30 chiều ngày thứ ba. Vậy rất kính mong quý ông bà cũng bớt chút thời gian hiện diện cùng với gia đình chúng tôi và đặc biệt đối với ông bà Phó Thành để đưa tiễn cụ Anna lên thánh đường và sau đó an táng cụ nơi nghĩa trang của giáo xứ. Một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho bà Phó Thanh và đại diện gia đình xin hết lòng cảm ơn quý bà chúng ta cùng chính. Tôi cùng đan quyến và xin cầu cùng Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót thứ tha mọi lỗi phạm cho cụ bà Anna để cụ bà Anna sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Để cầu cho linh hồn cụ Anna. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho con cầu cùng Đức Thánh Thiên
Chúa Giêsu phán cùng các cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta chính người ấy sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải là cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại để mang ơn cứu độ xuống cho chúng ta. Xác tín niềm tin đó, trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica nói: Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống lại với Người. Với niềm tin đơn sơ và nhỏ bé, chúng ta cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Anna. Lạy Chúa, xin Chúa ghé mắt đoán nhìn và xót thương đến linh hồn Anna đã vững tin và phục vụ Chúa khi còn sống ở trần gian. Xin Chúa đón nhận linh hồn Anna này vào nước hằng sống muôn đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ lòng thương xót vô biên của Chúa, xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Anna đã chốt phạm vì yếu đuối và sự mỏng dòm. Giờ đây chúng con cầu xin Chúa ban cho linh hồn Anna được chung hưởng hạnh phúc cùng với các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã nói: Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Xin Chúa đoái thương đến tôi tớ Chúa là linh hồn Anna mới qua đời. Nay xin Chúa đón nhận và dẫn đưa linh hồn này đến nơi Chúa đã dọn sẵn, như lời Chúa đã phán hứa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô là đấng giàu lòng thương xót luôn tha thứ, Chúa đã trao ban cho linh hồn Anna được làm con Chúa. Nay Chúa xếp đã đến kỳ hạn mà gọi linh hồn Anna về với Chúa. Xin Chúa đoái thương tha thứ quần phạt cho linh hồn này sớm được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, còn ở dưới vực sâu, kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tôi nào ai dỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cay vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày, hay cậy trông người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội.
Chúa chớ để linh hồn Anna phải tay ma quỷ. Đừng quên linh hồn Anna đời đời. Một thiên thánh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết khỏi bay xuống lửa hoa ngục, được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con, linh hồn Anna, Giêsu Maria Giuse, con bên yêu, xin yêu dõi linh hồn Anna, Giêsu Maria Giuse, con bên yêu, xin yêu dõi linh hồn Anna. Từ chốn liên hình ngũ quý bà quý chị ở trong hội chẳng hạt La Vang, thay mặt cho gia đình tăng gia chúng tôi xin được gửi đến quý bà quý chị lời kính chúc và cảm ơn chân thành. Sự hiện diện của quý vị đã làm cho gia đình chúng tôi được vô cùng cảm kích, cũng như là một an ủi lớn lao. Với tinh thần yêu thương bác ái, quý vị đã không quản ngại thời gian đến để chia sẻ cũng như đều được cầu nguyện cho bà cụ Anna là người thân của thánh quyến chúng tôi mới qua đời. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị và chúc quý vị được sức khỏe dồi dào để quý vị có điều kiện để làm việc tông đồ cứu rỗi các linh hồn được nhiều hơn. Chúng tôi cũng xin thông báo thêm cho quý vị là chiều thứ ba thì quý vị bất chút thì giờ để tiến đưa bà cụ của chúng tôi đến thánh đường và ra nghĩa trang nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa xin thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn quý bà quý chị. Xin quý kính thưa thánh quyến, được tin của bà Anna qua đời, chị em chúng tôi đại diện giới hiền mẫu hiện diện nơi đây trước hết để chia sẻ niềm đau thương mất mát lớn lao của gia đình, và đặc biệt với bà Phó và bà Cố cũng như chị Liên, cũng là những người con dâu con gái của bà cũng đang sinh hoạt trong giới hiền mẫu của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi xin tang quyến cùng cộng đoàn hiện diện với chị em chúng tôi dâng lời kinh nguyện cầu nguyện cho bà cụ Anna. Nếu còn vướng mắc cách nào thì xin lòng thương xót của Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và sớm đưa linh hồn của bà về hưởng tôn nhang Thánh Chúa. Giờ đây xin kính mời mọi người cùng hiệp ý với chị em chúng tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Khi Chúa
tôi bằng lời ca. Làm dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi dân si on qua khói kiếp liêu đầy, tôi vẫn cứ như còn sống ngoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan ca. Đàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đô lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời sửa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Thì dạy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên vui dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con sai chưa cam dỗ, nhưng khi chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân. Lạy mẹ chúng con cháu Eva ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đêm sau cõi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Con lòng bà gồm phúc là ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Con thân Đức Thánh Thiên Thần tính thiêng liêng sáng láng, con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo Thánh Chúa Trời Đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ giữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chữa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung
xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời trong cùng. Amen. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrôse. Anh em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp dành cho những ai thuộc về Người trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào thiên quốc Thánh Tử chí ái. Trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi. Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra mọi nước mọi loài thọ tạo. Vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình và vô hình, dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc của quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh, là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại. Kể trong mọi sự, Người đứng hàng đầu, vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa sẽ đem lại sự bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Đó là lời Chúa. Tạ ơn con. Lạy Chúa, Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu, là sự sống của các bậc chính nhân. Chúa đã muốn con Chúa là Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến linh hồn Anna, là kẻ hằng tin mầu nhiệm phục sinh được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa là đấng an ủi kẻ gặp gian nan. Xin nhìn đến các tôi tớ Chúa đang đau thương bối rối vì phải xa lìa người thân yêu. Xin cho họ được bình an, vững lòng trông cậy Chúa, đời ngày gặp lại người thân trên nước trời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, ước gì Chúa nhận lời kinh nguyện đơn sơ của chúng con đây, để cầu cho linh hồn Anna vừa mới đi hết đường đời, xin Chúa đón nhận linh hồn Anna vào nước trời, là nơi đầy hoan lạc và bình an, được sống với Chúa đến muôn thuở muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa nhân lành, liên kết trong mầu nhiệm hiệp thông giữa các tín hữu, chúng con họp nhau nơi đây để cầu nguyện cho linh hồn Anna mới vừa qua đời. Xin cho linh hồn Anna của chúng con đây được Chúa đón nhận vào nước trời vĩnh hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tin dâng mẹ nhân ai, nguyện mẹ thương nghe đàn con cái thiết tha vạn đài. Từ sâu tiếng khóc than, con vọng ngưng với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đời thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi.
trôi vào quên lãng. Nào biết trong ai người nhớ thương, lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt lừa ông bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Thư cha bà con và thanh thần amen. Kính thưa tăng quyến, chúng tôi cũng đại diện giới có một phong bì để hiệp thông với tăng quyến để cầu nguyện cho cụ Anna. Và vào đầu tháng 7 vào ngày mùng 1 chiều lễ của giới lúc 5:30 chiều ngày chủ nhật đầu tháng, chúng tôi cũng xin một lễ để cầu nguyện cho bà cụ Anna. Xin tất cả tăng quyến cùng hiệp thông với chị em chúng tôi đi tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho cụ. Xin cảm ơn. Kính thưa quý bà trong giới hiền mẫu, thay mặt cho tăng điền quyến, trước hết tôi xin được gửi đến quý bà lời kính chúc sức khỏe và chân thành cảm ơn quý bà. Sự hiện diện của quý bà là một niềm an ủi và cũng là một niềm cảm kích lớn lao cho gia đình thân quyến chúng tôi. Với tình yêu thương bác ái, quý bà không quản ngại thời gian đến đây để chia sẻ cũng như cầu nguyện cho bà cụ Anna là người thân của chúng tôi đã được Chúa gọi về ngày hôm nay. Chúng tôi chẳng biết nói gì hơn với các sân tính tâm lòng của quý bà. Tôi xin Chúa sẽ ban cho bà, các quý bà được tràn đầy sức khỏe cũng như được dồi dào ơn lành của Chúa. Và xin kính chúc quý bà được sức khỏe tốt để các bà có điều kiện làm những việc tông đồ một ngày một tốt hơn. Một lần đã thay mặt cho tăng gia chúng tôi xin được gửi đến cảm ơn các bà. Và thông báo về cùng quý bà rằng chiều thứ ba, xin quý bà bất chút thì giờ tới để tham dự thánh lễ cũng như đưa người thân của chúng tôi ra nơi ăn nghỉ cuối cùng. Xin quý bà cũng thông thả ngồi chơi dùng chén nước với lại gia đình tăng chúng tôi. Tôi tin kinh Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu lăng đanh trên cây thánh giá, trên bà tám sáng xuống một tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy ta những nỗi u buồn vì đời con gieo giống biết bao đau thương và tràn lan đại lòng ơi. Mẹ dẫn nhân từ mẹ quên sao đường hôm xưa, lời mẹ hứa kỳ ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu lặng yên, là mẹ chúng con mẹ xin linh quyền. Xin yên vui chúng con luôn luôn, mẹ từ bi xin tha những nỗi u buồn vì đời con gieo giống biết bao đau thương và tràn lan gai ngông mương trên con đường. Nhân Đức Cha và Con và Thánh Thần amen. Mỗi người cầm một cái nhang trong một bãi.
Maria Giuse, con bên yêu xin cứu rỗi linh hồn.
hồn. Amen. Maria. Mẹ ơi, mẹ nói nghe lời bao người từ chốn tối tâm vương vào u sâu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu. Đời từ sâu thương đau bao hồn đang khấn cầu, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trong vì bao công ơn con mẹ xưa dáng trần chịu trên thế xóa tội cho muôn dân. Maria, mẹ ơi, mẹ nói nghe lời bao người từ chốn tối tâm vương bao u sâu, vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Nhân dân cha bà con bà thánh thần. Amen. Ba lần đó chúng tôi đến để cung kính và cầu nguyện cho gia đình. Thưa bà Anna, nay chú bà, chú gọi bà kết thúc cuộc hành trình nơi dương thế để về với Chúa. Gia đình mất đi rất là người thân thương. Cách riêng đối với ông phó ngoại sinh hoạt khóa 11. Xin Chúa chủ lòng thương xót tha thứ mọi lỗi lầm cho cụ bà Anna, để cụ bà Anna sẵn được hưởng tôn ngang Chúa. Giờ cầu nguyện đã bắt đầu, xin mời gia đình cùng với cha và chúng tôi lên bàn cầu nguyện cho cụ bà. Nhân dân cha bà con bà thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm biết hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, gần thân xa cồn tràn đàn ơn thiêng. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân cha ca sáng đưa cha chịu đến, nghĩ cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con cha chưa cám dỗ, đừng đưa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi đến cơn lương Chúa Trời là cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi đến cơn lương Chúa Giêsu Kitô là con một đấng Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép lương Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và thăng xa xuống mộng tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hiếu ơn Chúa Cha theo tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình thương xem vì chúng con phạm đến người. Dòng suối lệ tuôn mãi, còn chúng con hướng về người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời
gian này. Nguyện Chúa chi ơi, hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình thương xem vì chúng con phạm đến người. Bài trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với mắt người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài vẫn không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ chói sáng và chiếu tỏa như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng vào Chúa thì sẽ hiểu hết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thấm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tội nào ai dối được, mời Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa phán nữa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân đơn Chúa trời đêm ngày, hãy cậy trong người cho liền, vì người rất chân lành hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn an na được nghỉ ngơi đời đời và đường sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liền mãi, chúng con sắp mình kêu xin Chúa cho linh hồn an na đã qua đời. Xin Chúa chớ để linh hồn an na phải tay ma quỷ, đừng quên linh hồn an na đời đời. Một viên thánh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết khỏi vai xuống lửa hoa ngục, được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Anna được nghỉ ngơi bình yên. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Anna. Chúng con trong cõi gia thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chớ chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức nỡ đồng trên hiển vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Giêsu Maria Giuse, con bên yêu, xin kêu dõi linh hồn Anna. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin kêu dõi linh hồn Anna. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin kêu dõi linh hồn Anna. Maria, mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tối tăm hương bao sâu, vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Sau lưng nhau bao hồn đau
vương qua u sầu, vẫn vương tâm trong lên kêu cầu. Nên nhân cha và con và thánh thần. Amen. Gia đình chúng con xin được chào kính cha Phó Martino, kính thưa quý vị và kính chúc toàn thể giáo sĩ tại sảnh. Một thực tế là thực tế và cũng là một cái nguyên tắc mà chúng con trong nhóm thành viên của mỗi gia của gia đình chúng con đang đón nhận, đó là con bận mẹ rồi. Kính thưa cha và toàn thể quý vị, giữa nỗi niềm đau thương của gia đình chúng con, sự hiện diện, sự phân ưu của cha chánh xứ và sự hiện diện đầy yêu thương của cha phó quý vị và toàn thể quý chức trong buổi sớm mai hôm nay đã dành tất cả thật nhiều cảm xúc cho mỗi người trong gia đình chúng con, cách riêng đối với đồng bào khó khăn. Tất cả những ân tình này của quý cha và quý vị, nghĩa tình của quý chức, chúng con xin gửi về Thiên Chúa, xin với người thượng ban lại tất cả mọi hồng ân cho cha phó Martino, cho quý vị và toàn thể quý chức, để tất cả những sự yêu thương của quý cha, quý vị và quý chức dành cho gia đình chúng con hôm nay sẽ là những món quà yêu thương dâng về Thiên Chúa, cầu nguyện cho cô bà Anna, mẹ thân yêu của gia đình chúng con. Với tất cả những tâm tình ấy, chúng con xin được thay lời cho ông bà phó đại diện cho tất cả các anh chị, các cháu trong gia đình, hết lòng cảm ơn quý cha, quý vị và quý chức. Chúng tôi cũng xin được thông báo với tất cả quý chức, tang lễ của cụ bà Anna, gia đình chúng tôi cũng sẽ tổ chức vào 15:30 chiều ngày mai. Rất kính mong sự hiện diện đầy yêu thương một lần nữa của quý chức cùng với gia đình, tiếp đưa cụ bà lên nơi thánh đường và trở về nơi địa trang của giáo xứ. Một lần nữa xin được thay lời cho gia đình, chúng con hết lòng cảm ơn quý cha, quý vị và quý chức. Cụ Anna, được tin cụ Anna qua đời, hôm nay trước hết anh chị em trong huynh đoàn đến đây để kính viếng cụ Anna, vì cụ là đoàn viên và có thời gian làm trưởng chi của huynh đoàn chúng ta. Sau nữa, trong tâm tình chia sẻ, xin được chia buồn nỗi mất mát lớn lao của toàn thể gia quyến, đặc biệt đối với anh chị Phương. Mặc dù mẹ tuổi già, nhưng sự hiện diện của mẹ luôn luôn là giường cột, là tấm gương và là chỗ tựa nương cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và mất mẹ, tất cả chúng con đều trở thành mồ côi. Xin chia sẻ sự mất mát lớn lao của toàn thể gia đình. Sau nữa xin được dâng lời cầu nguyện thành kính lên Thiên Chúa là Cha, cho cụ bà Anna sớm hưởng tôn nhan Chúa. Thánh Kinh nói, tuổi già đáng kính trọng không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng người đầu bạc thì được Thiên Chúa yêu mến. Trong cái tâm tình tri ân ấy, với 91 năm tuổi đời, bao nhiêu hồng ân của Thiên Chúa, bên cạnh đó có những lỗi lầm thiếu sót của thân phận con người, xin Thiên Chúa là Cha toàn năng nhờ giáo máu của Đức Kitô đón nhận lấy cụ bà Anna về nước hàng sống. Trước khi dâng lời cầu nguyện cho cụ, vừa là đoàn viên vừa là ân nhân của huynh đoàn chúng ta, chúng tôi xin gửi đến toàn quyến chút lễ vật để tỏ lòng thành kính và tri ân. Sau đây xin gia quyến hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện cho đoàn viên đã qua đời. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đa Yeah.
giác hồn tràn lan ơn. Thân mến, cuộc sống của người Kitô hữu là hành trình tiến về nhà cha nhân hậu và hay thương xót. Trên hành trình ấy, chúng ta tiến bước nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Đức Trinh Nữ Maria, đấng bảo trợ dòng của Thánh Phụ Đa Minh, các thánh và anh chị em trong gia đình Đa Minh. Tin tưởng vào lượng từ bi của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin cho người chị em của chúng ta. Lạy Chúa, bà Anna là người chúng con rất thương mến, đã lìa bỏ chúng con. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Anna về hương tôn nhan Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những việc bà Anna đã làm đem lại kết quả tốt đẹp và còn được nhiều người khác tiếp tục làm cho sang danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà bà Anna đã lỗi phạm vì sự mong giòn yêu đuôi của thân phận con người, để linh hồn Anna được xứng đáng chung hướng hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến những người thân yêu của linh hồn Anna đang buồn sầu vì nỗi mất mát lớn lao này. Xin Chúa trở thành nguồn an ủi đích thực cho gia đình tang quyên. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sao, được Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thưa quý anh chị trong ban phục vụ huynh đoàn giáo dân Nam Minh giáo phận, thuộc giáo xứ kẻ sạch, quý anh chị đoàn viên ở trong huynh đoàn, thưa quý anh chị, trong những giây phút mà gia đình của chúng em đang có cái nỗi buồn vì sự mất mát, sự ra đi của một người thân trong gia đình, sự hiện diện của ban phục vụ của anh chị em trong huynh đoàn đó là một niềm an ủi rất là lớn, một niềm động viên cho gia đình của chúng em có thể vượt qua những giây phút tang thương này. Và hơn thế nữa, qua những thánh vịnh, qua những thánh thi, qua những lời kinh tiếng hát của quý anh chị dân lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho linh hồn Anna bao nhiêu của chúng em tin chắc rằng Chúa sẽ nhận lời và tha bớt phần phạt những thiếu sót mà linh hồn Anna đã vướng mắc, và sớm đưa linh hồn người thân yêu của chúng em về hữu tôn nhà Chúa. Chúng em xin hết lòng cảm ơn ban phục vụ quý vị anh chị trong huynh đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Phụ Đa Minh ban nhiều hồng ân xuống trên quý anh chị để quý anh chị tiếp tục thi hành cái sứ vụ, cái ơn gọi của mình. Và chúng em cũng tin rằng một khi người thân yêu của chúng em là người đoàn viên trong huynh đoàn được hữu tôn nhà Chúa thì có lẽ
trong cái tinh thần thiệt thông minh đẹp của thân yêu của chúng em sẽ không quên tất cả quý anh chị, và cũng sẽ truyền cầu chào quý anh chị, 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 chào quý anh chị.